Này bà con nha, thì hôm nay cũng là buổi sáng thôi, thì chiếc xe này mình cũng chưa review nữa, thì khách hàng đã đến mua và trực tiếp mua luôn rồi. Khách hàng đến xem những cái xe khác, nói chung là vô tình thấy chiếc xe này đẹp quá thì khách hàng cũng đã mua luôn rồi. Xe này thì đời 2008 vừa về thôi, nhưng mà khách hàng xem chi tiết, nói chung là khách hàng đi rất là đông, 5 số người khách hàng đã test con xe này về chạy thử. Thì nói chung là bên mình bán với cái xe mà bán theo lương tâm nữa, và khi mình quay phim mình quay theo cái tâm của mình nữa. Cho nên mỗi thằng bà con coi video của em mà con thấy em nhập tâm với em nói chiếc xe rất là nhiều. Cho nên là kể cả nhân viên mình vậy, khi làm việc mà nhân viên phải chuẩn, chứ nhân viên mà không chuẩn nữa thì sao mà làm việc. Thì đối với chiếc xe ngày hôm nay mình giới thiệu cho bà con được biết là chiếc xe này mình chưa đăng nha, nhưng mà mình có quay trên những cái kênh kia rồi, mà xe này khách hàng đã lấy rồi. Xe này đời 2008 rồi, mình đang bán với cái giá 152 triệu. Nói chung là xe rất là chất, tuy không có bằng một chiếc xe mới nhưng mà nó cũng còn được khoảng có 70-80% chạy được. Nói chung là khách hàng đã chạy thử đấy, gầm cũng êm, thấy không, một sàn sạch đẹp thôi, đi chơi trên xe chẳng có gì hết. Màn hình cảm ứng và vô lăng rất đẹp nha bà con, vô lăng rất đẹp bà con nhìn ha. Và cần số này anh em thấy không, rất là tuyệt vời. Nói chung là một chiếc xe cũ nhưng mà cũng đủ để khách hàng bằng nỉ thôi bà con ha, rất là đẹp luôn. Nói chung là chuẩn. Ti biển số 72045 xe đã bán nha bà con. Anh em bà con đã theo dõi clip mình, anh em bà con thấy hay đăng ký chia sẻ mình nha. Với chiếc xe Lacetti này thì mong sao bà con bên mình mà có những chiếc xe như thế này đẹp đẹp hay hay như thế này, mình sẽ đăng lên cho bà con xem. Bà con xem được thì mình cũng vui nha. Chiếc xe ngày hôm nay thì mình cũng nó là màu bạc thôi. Thì bên trong mình đang còn một chiếc nữa thôi, để có thể cho anh em lựa chọn những sản phẩm hợp lý cho mình nha. Ở đây chiếc xe này nè, chiếc này thì cũng đang bài bản luôn, chiếc này thì rất là rẻ nè. Rồi bên trong này mình đang còn chiếc Toyota ha, đó là một cái mẫu Toyota rất là hợp lý và đẹp luôn bà con, Toyota Vios đời 2009 ha. Và cạnh bên mình đây là còn con Altis nè, Altis này rất là đẹp và giá hợp lý luôn. Nói chung mà bên mình đăng những xe lên, khách hàng đến là khách hàng mua thôi, đúng nếu mà hợp gu khách hàng mua ngay. Và đây là chiếc xe này nè, chiếc xe này thì Hyundai Venna, xe này 145 triệu, anh em mua có thể thương lượng một chút xíu nha. Và đây là một con xe này đây, giá 125 triệu. Nói chung là anh em mua thì bên mình cũng thương lượng luôn. Bà con có thể là vô Zalo chụp hình những cái xe này, bà con đang xem video nha, bà con vô Zalo và con bấm vô cái dừng lại, bà con lấy điện thoại, bà con chụp vô cái màn hình của mình và bà con xem chiếc xe của mình, bà con gửi qua Zalo mình sẽ cho bà con một cái giá hợp lý nhất để bà con mình mua nha, mua bà con chạy xem rồi. Thôi em chân thành cảm ơn tất cả anh em mà con đã theo dõi của mình. Anh em mà con thấy hay đăng ký chia sẻ của mình nhé.